Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái vườn đó các bạn biết đây là gì? Ta dầu mà cho những bạn tầm ăn để mà kéo tên. Một năm là bắt đầu mình đốn ăn đây. À. Đó. Anh tưởng con tầm nó ăn mấy cái cây dâu mà có trái á. Trời ơi nè. Tầm. Cầm con tầm trên tay không ai sợ luôn nha. Đó. Chú sẽ dẫn bà vô cái chỗ nãy rất là nhiều tầm luôn. Trời ơi. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, trước mặt các bạn là một cái vườn. Đó các bạn biết đây là gì? Đây là những cái lá dâu tầm ha. Đó thì đây là cái lá dâu mà cho những bạn tầm ăn để mà kéo tên. Thì đây cũng là một cái cơ sở chăn nuôi chính của Trung. Trung có chia sẻ thì mới có làm quen với Igu nó đâu đó khoảng 3 năm nay thôi. Còn cái chính của gia đình là làm về dâu tầm, đúng không Trung? Dạ đúng rồi. Chính là làm về cái này ha. Ok, cái này mình trồng là khoảng bao lâu nó lên được cái cây ta? Dạ, trồng thì khoảng 3 tháng. 3 tháng? 3 tháng là bắt đầu có thu hoạch. Có thu hoạch lá? Dạ. Ồ, còn cái cây này mỗi lần em thu hoạch em cắt lá. Cắt lá cho nó ăn. Em vạch lá thôi. Vạch lá thì lá nó sẽ lên lại. Dạ đúng rồi. À, cứ trồng vậy là xài hoài luôn. Dạ. Có khoảng bao năm mà phải bứng bỏ cái này để trồng lại không? Khoảng tầm 1 năm. 1 năm. 1 năm là bắt đầu mình đốn ngang đây. À. Đó, là bắt đầu lúc đó nó mọc lại. À, nó lên lại, tượng non lên lại. Còn cây già quá thì nó lá nó. Ồ, cái lá dâu tầm bự ghê các bạn. Anh này đó anh tưởng con tầm nó ăn mấy cái cây dâu mà có trái á, không phải hả? Dạ, nó cũng ăn cái đó nhưng mà giờ là người ta trồng dạng gọi là kinh doanh á, cho nên cái đó hái rất là lâu. À. Còn cái loại này thì cái lá nó bự hơn. Lá bự. Lá cái bự. Kia lá bé tí mà đúng hái rồi. Nó mềm lắm. Đúng rồi. Cái này nó ok hơn. Trời ơi nè. Con tầm. Ôi ôi ghê chưa? Nè, lính của Nam Ngô nha. Cầm con tầm trên tay không ai sợ luôn nha. Đó. Nhà tầm ở đằng đó nãy giờ Bi thích quá, Bi đứng chổng hoài luôn. Dính ở đó luôn hả? Đã không Bi? Dính rồi. Cảm vô nó cảm giác làm sao? Nhột một xíu. Ồ, cái da nó mịn quá Bi. Da mịn quá. Da nó mềm mềm á. Da mềm mềm á, cho ba mượn được không? Mượn xíu xíu. Mượn xíu xíu thôi hả? Ồ, rất là nhiều chân ha các bạn ha. 2, 4, 6, 8, 10 chân. Đằng này thêm 3, 6 cái chân nhỏ nữa. Ở trong này là nó rất là nhiều tơ trong này hả ta? Dạ, hiện tại là nó cũng rất nhiều tơ. À. Nó có 2 sợi tơ xung quanh đó. Ồ, quá đã luôn. Thôi trả Bi nè, bây giờ hả? À, chú sẽ dẫn ba vô cái chỗ nãy rất là nhiều tầm luôn. Ok. Bi cũng vô đi, nữa đi hả? Vô đi hả? Theo luôn. Đi. Thôi lì quá ta. Vậy sao nãy đứa nào nói sợ? Nãy nó bị sợ lắm. Mực đi vào. Rồi ok mọi người đi theo hết hồn. Đi theo chung nha. Cứ đi kể nó chưa gì nó là sao mà có. À đi. Oh. Đi nè. Wow. 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 Trời ơi. Chưa bao giờ mà mình thấy nó nhiều như vậy luôn á bạn. Trời ơi. Cái này là gọi là kích thước để khai thác chưa ta? Hay là nó còn lớn nữa? Cái này mình lấy về là 15 ngày. 15 ngày. Là bắt đầu bán được. À. Hiện tại bây giờ cái con này là như con này này, con này chín rồi này. À. Con tầm mà tới lúc thu hoạch thì mình cũng gọi là chín rồi. Dạ. Nó màu khác. So hơi ngà ngà đúng không? Nó hơi ngà ngà vàng. Ngà ngà vàng lên. Ồ. Quá khủng đây đó các bạn. Đây là cái lá mà cái cây dâu hồi nãy mà ở ngoài kia mình quay á, lấy vô cho các bé ăn là coi như. À, cái này là con giống về dâu tầm này là em cũng đi lấy về. Dạ.
Em đi lấy về xong rồi em sẽ dưỡng khoảng 15 ngày là em xuất bán hả? Hay là em kim luôn cái khâu mà kéo sợi đồ này nọ luôn? Không anh, cái này là nó vô cái kén. À. Vô kén vào mình xuất cái kén đi. À, xuất cái kén đi, còn cái cơ sở người ta thu mua cái đó người ta về người ta quay sợi không? Dạ đúng rồi. À, mình sẽ nuôi nó lên thành kén. À, cái kén là cái ô vuông vuông hồi nãy em chỉ anh cái gì? Dạ đúng rồi. Là cái kén đó lát sao em làm giùm anh coi thử giùm cái. Thế là em bỏ con này vô cái lô đó hả hay sao? À, lúc cái đó là em đó sẽ nghe. Sẽ thêm bắt vô đây. Em rải cái né đấy xuống rồi rải này lên. Rồi nó có một cái chân treo né. Là mình treo né đấy lên là nó tự khắc nó sẽ bò vào trong cái lỗ đấy nó làm. Sao con? À, y muốn cất là cho bạn tầm vô đây á hả? Ok. Có nghĩa là mình sẽ bỏ con này vô cái kén đó hả? Tự nó tạo thành kén đúng không? Tự nó thành kén. À. Cái này là tầm sáng mai. Sáng mai. Sáng mai là bắt lên cái né đó. À. Cái đó gọi cái né. Cái đó gọi cái né. Dạ. À. Ôi ôi. À, anh em nào mà nuôi chameleon á, tắc kè hoa đó thì trên cái bên những cái trang nước ngoài nó nói một trong những cái nguồn dinh dưỡng tốt cho con chameleon á là có con dâu tầm này ha. Thì hồi nãy mình có hỏi Chung á thì cái con này nó cho con kia ăn được không, thì Chung nói là đó là những con tầm tơ thôi, còn những con này nó nói chung là nó có tơ trong đó rồi. Những con tầm mà non á thì nó ăn ok, nhưng mà những bạn này nè là ở trong người nó có rất là nhiều tơ cho nên là ăn dễ bị vấn đề về tiêu hóa, có nghĩa là nó không tiêu được, đôi khi nó vướng luôn đó. Khủng lắm các bạn, ai mà sợ sâu vô đây là quýu nha, quýu giò hết. Dám sờ rồi hả? Đây này, con này chín rồi, em bỏ ra đây này. Đây, con kén này. Đây các bạn. Thực tế luôn. Đây. Hay nè, cuốn tỏ luôn. Con trên đây mập quá. Mập ú luôn. Thôi chị Si vẫn sợ rồi. Mấy con này là mấy con chín. À. Con chín này tơ nó này. Bỏ lên cho anh xem một con chín nè, chị nhìn nè, nó vàng óng đó, bên trong rồi thấy không? Đó, còn con nào mà chưa chín chắc thì nó không để bên này là tầm khoảng mai mốt là bắt đầu nó kén cuốn trắng luôn. bạn nữ này rất là hiếu khách luôn, ngồi diễn giải cho anh Tết Bi nói quá trời. Tết Bi không biết anh nghe anh hiểu được gì không, gật đầu đó. Coi trong nhà rồi ra đây xem tầm cá hết trong nhà luôn hả? Giỏi quá ta. Rồi đứng nè. Này giống ba cái lông mi dài quá trời dài luôn kìa. Nó dài á hả? Cái, để tối. Con chín với con chưa chín nó khác nhau à? Bi không biết gì, Bi hỏi này này chắc bạn quá. Bằng tuổi à? Bằng tuổi luôn. Nhìn thấy bằng tuổi rồi đó, thấy bạn rồi. Mắc cỡ hả? Đứng lên được luôn hả? Đặc biệt cái con tầm này á là nó rất là kỵ thuốc. Kỵ thuốc hả? Dạ. Cứ có hơi thuốc sâu là nó kiểu như là dạng ngộ độc chết liền. À. Có nghĩa là nó rất là kỵ những cái thuốc trừ sâu các thứ đâu. Dạ. À. Cái này là em nuôi đây là để mà cho nó thử ăn lá dâu mới á, thử thuốc, gọi thử thuốc. À, thử thuốc. À, có nghĩa là cái lá dâu kiểu mới này là mình cũng mới thử nghiệm thôi. Không anh. Hái ví dụ như em hái về một bao. À. Cái chỗ đấy em nghi là có người xịt thuốc. À. Đó, để em cho ăn thử đây, để em đi cho ăn lên kia. À. Ok các bạn, có nghĩa là đi thu hoạch cái lá thì nghi ngờ là có thể là người ta sử dụng thuốc từ sau, cho nên là phải cho cảm tử quân test trước. Test trước nếu mà ok an toàn thì mới lại áp dụng cho toàn trại ha. Rất là đúng là quy trình nó phải vậy, phải kỹ lưỡng vậy. Đây là phân của nó hả ta? Dạ, phân của nó. Phân của dâu mấy con tầm, phân đen đen à.
Ủa mấy con tầm này ngoài cái lá dâu này nó còn ăn gì khác không? Dạ không anh. À, con ăn lá dâu. Nó có hai loại tầm, một là tầm lá sắn. À, là lá sắn hả? Dạ, tầm ăn lá sắn. Loại đó thì ở đây okay, ít nuôi. À, chủ yếu mình tầm ăn lá dâu thôi. Tầm lá dâu với tầm lá sắn. Tầm lá sắn này là ăn lá sắn. Dạ. À, tầm này tầm ăn lá dâu. Hay quá. Ủa mình cứ để vậy là nó cũng vòng vòng đây chứ nó không bò ra ngoài ta. Dạ không. Dù anh. Em để cái mâm nó vậy dạ, nó cứ vòng vòng. Nó cứ có hơi dầu đâu là bò đó. À. Bà trong có một cái nào bò ăn cả này. Là nó bị bệnh. Đúng một con trong này đang trốn này ba. Đâu con nào đang trốn đâu? Con này á hả? Con đó là con bị bệnh. Bị bệnh nha. Dạ. Nó vàng quá hả? Nó cái này là bệnh này gọi là bệnh đi ỉa. Bệnh gì? Đi ỉa. Đi ỉa. À. Nó ỉa bị nước á. À. À, nuôi cái này nó có dễ bị bệnh không ta? À, em nuôi cái này thì cũng tùy anh, tùy tua. À. Ví dụ như tua tầm mà người ta lấy trứng về á, trứng bệnh thì cũng là mình không tránh được. À. Nhưng mà những cái bệnh thường gặp nó là bệnh gì ta? Nó bình thường gặp là bệnh mủ. Mủ là có nghĩa khi mà mình bắt lên á là nó xì cái mủ nhớt trắng ra tay. Rồi bệnh teo. Teo là có nghĩa con tầm đang to vậy mà nuôi dần dần là nó bé bằng cái đầu đũa. À. Càng nuôi càng bé. Càng rút lại. Càng rút lại. Rồi cái nữa là trong đầu. Trong đầu là nó không bao giờ lên kén được. Ở đây thì không có. À, trong đầu. Là ấy là mình nhìn qua ánh nắng là nó trong vắt luôn. À. À, với Igu thì có thể là mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn chung, nhưng mà với cái này là mình bí lụ luôn, chuyên gia nuôi, cho nên là biết rất nhiều cái hay ha, những cái thông tin chia sẻ rất là hay luôn. Thật sự hôm nay rất là thích thú luôn các bạn. Thì đi thăm chung, thăm mấy bé Igu mà cuối cùng là thăm một cái trại tầm. Ôi ôi hai bé luôn á hả? Bi thích không? Thích quá. Lát phải cảm ơn bạn nha, bạn dẫn đi chơi, bạn giới thiệu tùm lum tà la hết trơn á. Chị nói trên đường mình về vòng trở lại đây chị, hôm đó bắt đầu nó sẽ quấn kén rồi. À. Mình sẽ có được thấy được nó quấn thành một kén kén. Ồ, quá đã luôn. Ở dưới này có vẻ là bự hơn ở trên nữa nè, hay là cũng bằng size ta? Cũng bằng size hết anh. Nhưng mà cái này nó là kích thở tối đa cho ta hay là còn bự nữa? Dạ cái này là kích cỡ tối đa rồi. Kích thở tối đa. Hay quá các bạn. Thôi mình không hiểu sao là Teppy nó không sợ luôn á. Thường thường nhìn mấy con này mới lần đầu sẽ rất là sợ ha. Nhưng mà thằng Bi nó thích quá trời luôn. Má thằng Bi cũng thích nữa. Lần đầu tiên em dám đụng mấy con. Sợ sâu. Sợ sâu mà dám bắt mấy con này. Thì như vợ em đây mới về đâu dám bắt. À. Dần dần cũng quen à. Theo chồng hết đúng không? Dạ. Dài chưa? Dài nó muốn bay đi luôn. Không, lúc mình để trong nó tự nhiên á, nó như nó giãn ra nhìn nó bự hơn, lúc mình cầm trên tay nó rút lại chút xíu đúng không ta? Dạ đúng anh. Cái lúc mà ăn á, nó vướng rồi nó thế này to dài hơn á. À đúng rồi. Này con này ăn thì nó dài ra. Đúng rồi. Không mà nó ngắn ra. Ồ em ơi, có những cái con bọ vàng vàng này là có ảnh hưởng gì không ta? Dạ không anh. Mấy con đó thì nó không có ảnh hưởng gì hết á. Ừ. Này bọ cánh vàng hả? Đây nè. Ủa? Ôi đẹp chưa? Bò nhanh. Nó chỉ sợ con này thôi nè. Con ruồi ha. Dạ. Con ruồi làm gì nó sợ ta? Nó chích vào cái là sau 7 ngày là nó đội con giòi từ trong đó nó được ra. À. Con ruồi nó chích vô con tầm luôn. Con tầm. Xong rồi nó đẻ nó trứng đẻ ở trong đó. Dạ. À xong rồi ra con giòi cái là con tầm chết. Dạ đúng rồi. Ồ. Mấy anh ruồi này ảnh cái gì con? Ê Bi, nè. Con bỏ gì đây? Bỏ màu vàng à. Bỏ cánh vàng. Bỏ cánh vàng cho nó màu vàng vậy. Hôm bữa mi thấy con nào.
mình thấy con bọ cánh cam mà mình chưa thấy con bọ cánh vàng. Tụi này á, thiên địch của nó là nó chỉ sợ con ruồi ha, nó còn sợ con gì nữa không? Dạ không anh. À, ba nghe. Ok, bắt đi. Bắt nhẹ tay thôi, đừng làm mềm nào nha. Quay không biết được không? Ồ, đây nè các bạn. Không biết là các bạn có thấy không? Thấy không nè. Kéo ra được cái sợi to luôn á. Không, không thấy rồi. Đó, thấy. Thấy đó. Tầm 9 là kéo ra được. Đó. À thì bắt đầu coi như là từ những cái đầu tiên là những cái sợi tơ này mới đầu quấn lại luôn. Đúng hả? Rồi. Xong mình xe thành sợi hết rồi. Không, nó quấn lại nó thành một cái kén. Kén. Cái kén nó to bằng ngón tay cái. À. Sau đó là sau 3-4 ngày, 4 đêm đi, là con này nó sẽ biến thành một con nhộng. Con nhộng. Dạ. Nhộng sau đó là sau 1 tuần nữa là nó nở thành con ngài. Nhưng mà khi mà mình bán á, là sau 3 đêm là mình đã xuất cái kén đấy đi rồi. À. Để mấy cái chỗ mà quay tơ á, họ mới làm được. Chứ nó mà đã ra con ngài là không, là bỏ luôn. À, trước khi coi như là 4 ngày là nó sẽ thành con ngài. Không, 4 ngày là thành con nhộng. À, 4 ngày thành con nhộng. Sau 1 tuần là thành con ngài. À, giờ mình phải coi như là xuất trước khi mà nó thành con ngài thì cái người làm quay tơ người ta mới làm được. Dạ đúng rồi. Ồ. Cái con ngài là con giống con bướm đó các bạn, mà nó màu nâu nâu á, mà cái cánh nó khép hơn con bướm ha. Nó giống như chiếc phi thuyền vậy đó, đúng không? Cái hình nó giống cái phi thuyền á. Phi thuyền không phải giống máy bay chiến đấu chứ hả? Nó có hai cánh hai bên nữa. Đây, thằng em về đây rồi. Lát nữa giới thiệu cá. Ờ, hello em. Đúng rồi. Hello em. Ok. Có nghe anh Trung giới thiệu qua. Rồi. Dạ. Lát tính nhờ em giới thiệu mấy con cá. Thấy cá dễ thương quá. Vâng. Rồi, ok, cảm ơn em. Ok các bạn. Thì đây là cái công việc chính của Trung ha, là nuôi những cái bạn dâu tầm như thế này, rất là hay luôn các bạn. Thì cái này là tạo ra cái sợi tơ hả? Dạ. Cái này là hàng lụa tơ tầm đúng không? Lụa tơ tầm. Để sản xuất là lụa tơ tầm đúng không? Đó. Ủa cái này là cái giống như cái nghề truyền thống của cái khu vực của mình hay là tự em có thích thú với cái này rồi em làm thôi. Cái này là truyền thống là ở trên cách em 8 cây. 8 cây. Ở đây thì em mới nuôi được 4 năm. 4 năm. Dạ. Hồi này là cái nghề truyền thống của cách đây 8 cây số. Dạ. À, coi như cũng gần đấy. Trên đó là gọi là cái làng dâu tầm tơ. À, làng dâu tầm tơ. Nuôi rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi. Dạ. Làng nghề truyền thống luôn á. Làng nghề truyền thống. Ok, quá là hay luôn. Thì nhờ tới thăm Trung thì mới thấy được cái cách chăn nuôi, cái cách chăm sóc dâu tầm, cũng như là hiểu thêm về những cái đặc tính của giống loài ha, và biết được cái gọi là cái từ cái gốc luôn á, của những cái sợi tơ tầm nó được sản xuất như thế nào luôn các bạn. Lần đầu tiên mình thấy luôn, quá trời sâu tầm luôn, coi như là chắc cả triệu con ở đây á, mà nhìn nó đã mắt luôn. Ok các bạn, rồi hy vọng là những cái thước phim vừa rồi cũng như là những cái chia sẻ của Trung vừa rồi giúp cho các bạn cũng như là mình có thêm được nhiều kiến thức về dâu tầm cũng như là cách sản xuất tơ ha. Ok, thank you mọi người đã xem clip, bye bye. Ok các bạn, hôm nay trên đường từ Đà Lạt quay về thì mình lại tiếp tục ghé nhà của Trung. Tại vì hôm đi lên có nghe nhà của Trung rồi, thì hôm đó có giới thiệu với các bạn về những bạn dâu tầm ha, thì Trung có nói là khoảng ngày ba tây á, là khoảng 2 ngày sau là cái kén này nó sẽ mang tầm nó thành kén ha. Bỏ vô cái đó gọi là cái gì ta? Cái né. Thì ok, hai anh em hẹn hò nhau, thì giờ trên đường về mình ghé vô để mình quay cho đủ bộ luôn các bạn coi nó đã luôn ha. Bản thân mình cũng tò mò, tại vì bản thân mình cũng không biết. Mình vừa coi và vừa giới thiệu với các bạn luôn. Đây là những cái né nè các bạn ha. Đây dân trong nghề ta gọi là những cái né à. Thì giờ mình vô mình sẽ coi là những bạn tầm đó bỏ vô cái né này như thế nào ha. Chân đi. Đụng đầu nha. Đi. Đây toàn người thấp cho nên làm thấp. Này nên tiêu nữa. Ồ có tiêu nè. Này hoa gì vậy, Trung? Con không biết.
Cái này em cũng không biết nữa. Không biết, hoa dại thôi. Dạ, nó... Dạ, chào chú. Nên... Hai chào cô. Nên quay cho nó đủ cái thước phim gọi là vô kén tầm. Đây các bạn, hôm bữa là... Nó mới đang ở trên đấy. Dạ, dạ. Trên sàn. Đây hôm bữa là có ba cái sàn ha, có rất là nhiều con tầm ở trong đó, thì bắt đầu hôm nay là cho vô những cái né và lấy những cái lưới lót này nè. Thấy cô đang vệ sinh, đang quét vệ sinh ở đây, mình cất vô hả cô, đợi cái lứa sau về là mình trải ra. À à, đây 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 đây. Ủa mình bỏ vô mấy ngày mà nó hình nó cuộn lại được vậy ta? À, thì cái đêm đó là đêm hôm mùng một. À đúng rồi, đi mùng 1. Bỏ tới hôm nay là mùng 3, coi như 2 ngày là nó quấn thành cái dạ, sợi vậy đó hả? Cái này là để tới thứ hai là bắt đầu dập. Nó có một cái ép dập ra là bán thôi. À, dập tức là mình đẩy mấy này ra. Đúng rồi, đẩy. Ồ. Oh. Đây này các bạn, quá trời luôn. Quá trời luôn. Là mình bỏ từng con tầm vô đây. Dạ không, để đặt né xuống. À đây 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 đây. Đây. Đó, nó tự chui vào. Đây. Hay quá ha. Ôi ôi, siêu luôn. Cứ rải nó lên trên này cái là nó tự nó khắc, nó tìm vào lỗ. À, bên này là vô này. Đây, bạn này đang chuẩn bị vô làm tổ đây. Ờ, Bi để cho bạn vô đi nha. À, à. Bắt nữa hả? Trời ơi. Xong rồi Bi bỏ nè, cho bạn vô tổ. Nay là nhìn nói chung á, bạn là trong nghề chỉ á, thì mới biết ha, như là bạn này á là hơi vàng vàng nè, gọi là chín nè. Dân trong nghề gọi là chín, nhìn nó vàng vàng. Là ở trong này nó có tơ. Ủa sao nó quay quay vậy? Đúng rồi, để nó quay vậy. Tại khi mà tầm có xu hướng nó bò từ dưới bò lên. À. Con nào mà rút vô rồi ấy, là nó sẽ bò lên trên này, nặng nó. À nó nặng nó sẽ làm quay. Ồ. Quay xuống nó lại rút ngược lên. Hay quá các bạn. Có nghĩa là xu hướng của con tầm nó sẽ bò lên trên, thì nó khi nó bò lên trên thì nó sẽ nặng cái đầu, rồi nó lại sẽ quay xuống thì những bạn ở dưới lại bò lên trên nữa. Bò lên trên, con nào mà rút vô lỗ rồi thì nằm im nó luôn. Ồ quá hay luôn. Thì các bạn thấy trong vòng 2 ngày là qua cái kia là kín mít hết rồi đó. Thì khi mà nè. Đây là nó chui vô bắt đầu nó làm những cái nhả những cái tơ ra nè. Từ từ nó cuộn thành đó, đây là mới mỏng mỏng nè, cái này dày hơn nè. Thấy không? Còn cái này là bắt đầu là kính luôn nè, đặt luôn nè. Hay quá trời hay. Đây là loại cái kén đó. Rất là nhiều ha. Rất là nhiều cái né. Để coi một dĩ này là có 2, 4, 6, 7 nén. 7 cái né. Nhiều hơn, bên kia nhiều hơn luôn. Ồ. Đây. Đây nè, đây là những cái... cái kén nè. Đó. Này nó chưa được cứng, ngày mai mới bắt đầu cứng đó. Đây. Con cảm ơn chú đi. Đẹp không? Đi cảm ơn chú đi. Trời, mắc cỡ nữa, cảm ơn chú. Hay quá. Rồi coi như là nãy em nói là ngày mai thu hoạch hả? Ngày mai bắt đầu mai có thể là thu hoạch được. Thu hoạch là lấy cái này ra xong đi giao cho cái bên người ta sẽ kéo quay sợi. Hay quá ta. Công nhận. Cái đó là khi mà lên né là nó phải ỉa xong nó đái hết nó mới vô. Ồ. Làm sạch đường ruột rồi mới vô được. Đúng rồi. Những cái con này là vô sáu. Dạ. Mình bị nhập từ những cái nẻ kia quá. Yeah. Những con nào nó chưa vô thì nhập cao một nẻ khác. Dạ. Yeah. Hay quá. Mấy cái này là mình tự đóng luôn ha. Cái nào cái... mình mua anh. Mua. Dạ. Cái nó mũ. Hay không các bạn? Em có công được không? Tự bò vô đây chui và làm cái kén luôn. Ồ bên này là kính hết luôn nè. Nhìn từng học ngăn cục hết thấy gương. Một cái này là nó khoảng hơn 700 lỗ. Hơn 700 lỗ. Đây cái này mới hơn, còn cái này cũ hơn nè, già hơn nè. À cái này mình đi giao là gọi là cân ký hả ta? Dạ đúng rồi, cân ký. Ồ. Hiện tại kén tầm thì nó giá cũng cao. Cao. Dạ. Sao nó lại không có ấy?
Trung có nói là ở gần đây là ở bên Lâm Hà là cái nôi của cái làng nghề này luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. Có dịp mình sẽ đi tham quan, hay quá. Cái kia là cái đèn kìa. Này bữa nào mà anh lên mà anh muốn đi quay sâu sâu tham quan vô à, cái gì em giới thiệu cho anh quay, lúc người ta kéo sợi được không ta? Chắc cũng được hả? Kéo sợi anh? Lúc kéo sợi thì ở đây mình không có kéo. À. Dạ, tại kéo sợi là hình như cách đây 8, 9, 10 cây. À, là 8, có 9, một xưởng ươm sợi. Ờ. Đó thì anh thích quay mấy cái kiểu này nè, làng nghề nó liên quan tới con vật, nông nghiệp đồ này nó cũng hay hay, dễ thương. Ừ, bác Nam thích nuôi tầm rồi. Bữa nào lên gặp ba nói ba chỉ cho một tí. Em còn thích hơn nữa kìa. Em đi muốn cầm một cái bàn. Bữa nào chú Nam lên con chỉ chú Nam làm nha. Được không? Được. Chuyện nhỏ chuyện luôn. Ngại thế. Chuyện nhỏ luôn. Đâu đâu đi em đi lại rồi làm cái nó đi để về về dưới nhà. Cứng ha. Cái nhà tầm cứng. Cái này tầm ngày mai né trong kia cứng. À mấy cái kia là cứng anh gờ vô. Cái này là bắt đầu tiên này. À. Cũng có vài con chưa tìm được nhà nè. Dạ đúng rồi. Một cái né như vậy là hơn 700 cái kén ha các bạn ha. Em học đây, em học. Đồ bận lắm, em học cũng còn thử con tạm này thôi. Không, đúng là lần đầu tiên anh được tham quan cái cơ sở sản xuất kén tầm nha. Ấn tượng á. Quá ok luôn. Bi thích không? Bi thích cho ở đây luôn. Ở đây học nghề đi rồi tuần sau ba đón. Tuần sau ba đón. Tuần sau ba lên ba đón. Bạn Thanh Ngọc sẽ hướng dẫn cho em đi chăm sóc mấy bạn tầm nè, chịu không? Bạn Thanh Ngọc cũng dạng dĩ quá trời, dạng dĩ luôn. Đừng quay con. Thanh Ngọc đứng con dạ, cho chú Nam gửi tiếp Bi ở đây, Thanh Ngọc chăm sóc giùm chú Nam được không? Vài bữa được không? Được không? Hả? Dạ được, cháu ba ở được chứ lại không. Hơi mất cả chút xíu thôi nhưng mà lát vô hết. Cái miệng kìa. Rồi ok các bạn thì mình bản thân mình cũng rất là tò mò luôn và rất là thích thú với cái nghề này ha, coi như là nuôi tầm lấy kén rồi kéo sợi thì hôm nay được Chung và gia đình cho tham quan coi như là một sở thị như vậy rất là thích luôn. Ok các bạn ha, thank you các bạn đã xem clip ha. Dạ ok các bạn, đây là xương rồng tai thỏ ha. Thì cái dòng này là mình thấy cái dòng này nó không có gai luôn các bạn. Thì lần đầu tiên mình thấy cái cây nó lớn như thế này luôn ha. Có bông. Ồ, có bông luôn. Bông những cái trái. Cái này cái cây mà bên cái loại của Mexico là nó nở ra cái trái ăn được luôn các bạn. Đó, còn cái bông này thì mình không biết ha. Mà cây rất là bự luôn. Cây khủng luôn. Cái xương rồng tai thỏ này ở nhà mình cũng có trồng, nhưng mà nó chưa bự được như cái này, cho nên là nó chưa có cho ra bông nhiều vậy. Cái loại này là không có gai luôn nè. Cái loại này ok nè. Xương rồng này nó có mấy loại. Có loại gai không á thì khi cho rùa hoặc là mấy con bò sát ăn đồ này nọ bị đi rồi cũng ăn thì người ta gọt bớt cái gai này đi. Còn cái loại này không có gai luôn. Cái loại này giống nhà mình trồng nè. Mà cái này nó phát triển tốt quá. Rất là gấu quá. Rất là đẹp á. Rất là bự luôn. Gán dưỡng mấy cây ở nhà ta. Giờ những cái bông này nè. Ồ. Mình mới đụng vô cái gì nó vớt cái gì quá trời chỗ đây nè. Mấy cái bông dại vậy. Đó. Ok các bạn. Rồi thấy gì hay hay quay cho các bạn coi chút. Bông nó vàng, trái nó chín, nó vàng. Bông đỏ.